Xin chào Tinh Liệu, bánh chào Thi Lăng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Huynh, kính chào đạo tràng. Sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng tử của chúng con. Nhật Huynh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và sa thú kính cảm ơn Minh Vách Thanh Á đã cho bài học. Và hôm nay thì Nhật Quỳnh coi có. Và Nhật Quỳnh không có thấy, cô tu nữ cũng thấy không thấy cô, không thấy sư. Và sa thú con thành kính đánh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng. Và con chưa vừa đạo tràng, sư có thể cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 263 không bạch sư? Nếu sư có thời gian thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sư có thể cùng chúng con ôn bài ngày hôm nay không bạch sư? Nếu được thì con xin thay mặt đạo tràng gia là thủ lành thai. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ cùng chúng con ông bài pháp cú kinh số 263. Và dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. À, dạ, cảm ơn cô tu nữ Khánh An. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính tăng, kính thưa quý vị, kính chào quý vị. Đạt xin được ôn bài câu pháp cú số 263 cho cái buổi học sinh hoạt tại diễn đàn pháp cú kinh có hôm nay. Câu kệ ngôn pháp cú số 263 có nội dung như sau: Yasa che tang samuchinang mula gacchang samuhatang Sawanta doso metawi satu rupoti wuchati. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, đã được bứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt, vị ấy có tật xấu đã được rũ bỏ, sáng suốt, được gọi là tốt lành. Bản dịch của Ngài Yên Đá Chân Đá Chánh Thân. Cắt đứt trọn vẹn thúc thằng ganh tham bốc gốc ngã cân, tận trừ diệt sân thanh tịnh tâm tư, người như vậy đấy xứng từ trí nhân. Bản phụ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ xin mời những cái bàn tay của quý vị chúng ta cùng nhau tham gia diễn đàn và cùng nhau ôn bài học cũ, và chúng ta sẽ chuẩn bị học cái bài học mới trong ngày, trong cái đêm hôm nay. Dạ, xin mời các vị. Alo, alo, quý vị đã nghe được chưa ạ? Alo, alo, dạ, xin cảm ơn quý vị. Sa thú lành thai sư Tịnh Đạt, con kính thành kính tri ân sư. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Pháp Tính, sư Tịnh Đạt, cô tu nữ Khánh An. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ.
Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 263. Giá xa chê tăng xa mút trinh năng, mù lá khắc chẳng xa mù há tăng. Xa hoàng ta đồ sô mê tha quy, xa thú ru bồ tí bút chá tí. Giá xa chê tăng xa mút trinh năng, mù lá khắc chẳng xa mù há tăng. Xa hoàng ta đồ sô mê tha quy, xa thú ru bồ tí vút chá tí. Giá xa chê tăng xa mút trinh năng, mù lá khắc chẳng xa mù há tăng. Xa hoàng ta đồ sô mê tha quy, xa thú ru bồ tí vút chá tí. Ai cắt được, phá được, tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giá xá chê tầng xá mút trìm năng, mù lá khắp chằm xá mù há tầng. Xá hoàng ta đồ sô mê tha quy, xà thú ru bồ tí vút chá tí. Cắt đứt trọn vẹn thúc thần, ganh tham bướng gốc ngã căn tận trừ. Diệt sân thanh tịnh tâm tư, người như vậy đấy, xứng từ trí nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Thành Đông. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Phật Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô chư nữ Thánh An, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Và cảm ơn chị Đàn Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 263. Và sa chê tăng xà mút chinh năng, mu la gắt chăng xà mu há tăng. Xà văn ta đô sổ mê tha quý, xà thu ru bô thì vút chá ti. Và xà chê tăng xà mút chinh năng, mu la gắt chăng xà mu há tăng. Xà văn ta đô sổ mê tha quý, xá thu ru cô thì vút chá ti. Ai cắt được, phá được, tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được mọi người hiền thiện. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và xa chê tăng xà môn chín nắng, mũ la gách chăng xà mu há tăng. Xà văn ta đô sổ mê tha vi, xà thu ru vô tì vút chá ti. Cắt đứt trọn vẹn thúc thắng, ganh tham bứng gốc ngã căn tận trừ. Diệt sân thanh tịnh tâm tư, người như vậy đấy xứng từ trí nhân. Đó là thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong rồi, xin gửi mic lại cho chị Đạt Lê ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, Hồng Nhung, Ái Minh, Trần Đạo và chị Đặng Đông đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc kệ cái câu pháp cú số 263. Yat sa che tang sa mu chi nang mu la gat chang sa mu hat tang sa wan ta do so me tha vi sa thu ru po ti vu cha ti. Yat sa che tang sa mu chi nang
mô la gan chăng sa mô ha tăng sa quanh ta đô sô mê tha quý sa thu ru po ti vun sa tê yat sa chê tăng sa mô chi năng mô la gan chăng sa mô ha tăng sa quanh đa sô sô mê tha quý sa thu ru po ti vun cha ti ya sa che tang sa mu chi nang mu la ga chang sa mu ha tang sa quan ta đô so me tha quy sa hu ru po ti vun cha ti ai cắt được phá được tận gốc nhổ tận tâm ấy người trí ấy diệt sân được gọi hiền thiện và đó là bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Cắt dứt trộn vặn thúc thần ganh tham bứng gốc ngã căn tận trừ diệt sân thanh tịnh tâm tư người như vậy đấy xứng tri trí xứng từ trí nhân và đó là phổ thơ của thượng tọa giới đức. Và kính mời vị kế tiếp, vì cái máy của Tâm Phương không có thấy bằng tai, và xin nhường mic lại. Kính cảm ơn huynh Quá Thanh Á rất là nhiều. Và kính cảm ơn chị Lạc Lê. Dạ con sư mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư mai kính chào chư quý cận sự, con xin đọc pháp cú 263. Dạ xá chê tăng xá mút chi năng, mù lá gắt trăng xá mù hát tăng, xá hoàn tá đồ sô mê tha quỳ, xá thú rụt bồ, tí hút chá tí giác xá chê tăng xá mút chinh năng mú lá gắt trăng xá mù hát tăng xá hoàn tá đồ sô mê tha quy xá đù xá thú rù bồ tí hút chá tí và xá chê tăng xá mù chinh năng mú lá gắt trăng xá mù hát tăng xá hoàn tá đồ sô mê tha quy sa thu rup bồ tì hút chá tì và sa chê tăng sa mu chi năng mu la gác trăng sa mu hát tăng sa quán ta đô sô mê tha quý sa thu rup bồ tì hút chá tì ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy người trí ấy diệt sân được gọi người hiền thiện bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Các đức trọn vẹn thúc thần ganh tham bứng gốc ngã căn tận trừ diệt sân thanh tịnh tâm tư người như vậy đấy xứng từ trí nhân. Và bản phổ thơ hòa thượng dưới đức kính mời Ái Minh ạ. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Xuân Mai. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Nhẫn cô tu nữ, Khánh An cô tu nữ, Thâm Má Cha Ri và Ái Minh kính chào quý anh chị và cảm ơn quý chị đã cho biết rõ được tín hiệu. Con xin phép trả bài pháp cú kinh số 263. Giác xá chê tăng xá mút chinh năng mù lá khách trăng xá mù ha tăng xá quanh ta đô sô mê tha quy xa thú ru bồ tí vút chá tí và xa chê tăng xa mưa chinh năng mu la khắc chăng ta mu ha tăng xa quanh ta đô sô mê tha quý xa tu ru bồ ti vút cha ti ai cắt được phá được
tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và sa chê tăng sa mô chinh năng, mô la kha chăng sa mô ha tăng, sa quanh ta đô sô mê tha quỳ, sa thu ru bố tì vua cha tì. Và sa chê tăng sa mô chinh năng, mô la kha chăng sa mô ha tăng, sa quanh ta đô sô mê tha quỳ, sa thu ru bố tì vua cha tì. Các đức trọn vẹn thúc thành, ganh tham bướng gốc, ngã căn tận trừ, diệt sân thanh tịnh tâm tư. Người như vậy đấy, xứng từ trí nhân phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và mến mời chị Kim Nhung tiếp theo ạ. Kính mời chị. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 263. Giá sá chê tăng sá múc chín năng, mù lắc khách chẳng sá mù hát tăng, sá hoành ta đồ sổ mê thà quỳ, xà thu rù bồ tí vúc chát tí. Yes sa che tang sa muk chin nang mu la khắc chang sa mu ha tang sa wan ta do so me tha wi sa thu ru bo ti muk chat ti. Yes sa che tang sa muk chin nang a mu la khắc cha sa mu la ha tang sa wan ta da sa wan ta do so me tha wi sa thu ru bồ tỳ vúc cha tỳ. Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cắt đứt trọn vẹn thúc thằng, ganh tham bứng gốc ngã căn tận trừ, diệt sân thanh tịnh tâm tư. Người như vậy đấy xứng từ trí nhân, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Cảm ơn huynh Quát Thanh Á đã post bài. Dạ, thân mời tâm pháp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tính, đại đức tình đạt, đại đức tề nhẫn. Hơi nhỏ hơi sức, không biết sao luôn á, nghe được hơi sức. Dạ, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, chắc tại mái con á sức cô. Dạ, con kính tri ân cô Rạng Đông, Xích Nhật Quỳnh. Con kính tri ân quý đạo hữu đã cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 263. Giá xá chê tăng xá mút chinh năng, mù lá gát chăng xá mù hát tăng, xá hoàn tá đồ sô mê thá quỳ, xá thú rù bồ tí vút chá tí. Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện của Hòa Thiện Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sa chê, và sa chê tăng, chà lậu quá con. Và sa chê tăng sa mô chê năng, mô lá ca chăng sa mô há tăng, sa quan ta đô sô mê tha quý, sa thu rù bồ tí vút chá tí. Và sa chê tăng sa mô chín năng, mô la gát chăng sa mô há tăng, sa quan ta đô sô mê tha quý, sa thu rù bồ tí vút chá tí. Các đức trọn vẹn thúc thần,
Ganh tham bứng gốc, ngã căn tận trừ, diệt sân thanh tịnh, tâm tư người như vậy đấy. Xứng từ trí nhân của Hòa Thượng, Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Kính mời Sức Nhật Quỳnh. Nam mô Buddhaya. Alo. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Tham Ma Đa, Nam mô Sankhara. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, đại pháp tín, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 263. Rát sát chê tăng sa múc chi năng mù lá gắt chăng sa mù hát tăng sa hoàn tan đồ sô mê tha vi sa thu dù bồ tí vúc chát tí. Rát sát chê tăng sa múc chi năng mù ra chẳng sa mù hát tăng sa hoàn ta đồ sô mê tha vi sa thu dù bồ tí vúc chát tí. Rát sát chê tăng sa múc chi năng mù ra chát gác chẳng sa mù ra tăng sa hoàn ta đồ sô mê tha vi sa thu dù bồ tí vúc chát tí. Ai cắt được phá được tận khúc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân được gọi người hiền thiện. Đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong rồi, con kính mời cô Nhật Huỳnh ạ. Nam mô Buddhaya. Dạ, sátu sátu lần thầy sukha en dukha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể trình pháp cú số 23263. Dạ, kính cảm ơn các quý sĩ cho biết nghe rõ. Không sao, xuất khai. Dạ sa chê tăng sa mu chi năng mu la khắc chăng sa mu ha tăng sa văn ta đồ sô mê tha vi sátu rô bồ tí vô chá tí. Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân được gọi người hiền thiện. Bản dịch của ngài Minh Châu. Cắt đứt trọn vẹn thúc thằng ganh tham bứng gốc, ngã căn tận trừ, diệt sân thanh tịnh tâm tư người như vậy đấy, xứng từ trí nhân. Dạ, Nam mô Buddhaya, con vừa xong kể xong bài kinh pháp cú số 263. Xích đơn nhà trình không muốn kể hả? Dạ, xích đơn kể thôi, Vát Thân Na xin được thay mặt đạo. Xích Cẩm Vân, mời Xích Cẩm Vân. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Dạ, hết giờ rồi mà cẩm dân không thấy. Dạ, con xin ôn bài câu pháp cú số 263. Giá xá chi tăng xám út chinh năng mù lá gách chăng sa mô há tăng sa quan ta đô sô mê tha vi sa thú ru vô tí quốc chá tí. Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân được gọi người hiền thiện. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và dân đã ôn bài xong, mến mời Sít Thanh Thủy pháp sư phải không, huynh Quách Thá Ná ơi. Dạ, kính mời. Dạ, kính mời huynh, kính mời Nhật Quỳnh hay là kính mời quý vị nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, Thanh Thủy chạy đâu mất tiêu rồi huynh.
Nhường nhau rốt cuộc trễ giờ rồi. Dạ thôi Nhật Quỳnh xin phép. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ. Cùng chúng con ôn bài phước của kinh số 263. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hòa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Đạo tràng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng ý viên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 264. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh giúp đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Và con xin sám hối về đạo tràng. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh tốt. Dạ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp câu kệ ngôn pháp cú số 264. Ngày trước khi vào cái bài học cung thỉnh chư tăng, mời quý vị chúng ta cùng đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi Svakhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savakasangho sangkhang namami. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng cùng thưa quý vị, thì hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chuyên đề, chúng ta sẽ được học tiếp câu kệ ngôn pháp cú số 264 trên 423 câu. Và câu kệ ngôn pháp cú số 264 có nội dung như sau. Na mun da ke na samano appato alikang phanang Icha lopha samabhano samano king pavisati. Đầu trọc không sa môn,
Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Bản dịch của Ngài Minh Châu. Không phải do cái đầu cạo trọc mà trở thành sa môn, nếu là không có sự hành trì. Đang nói lời láo khoét, kẻ hội đủ sự tham muốn và tham lam mà sẽ là vị sa môn hay sao? Bản dịch của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Cái đầu trọc lóc phải chăng, dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn? Câu thơ của Ngài Giới Đức. Cũng như thường lệ thì trước khi chúng ta vào nội dung duyên sự cũng như là nội dung của câu pháp cú số 264, chúng ta sẽ học và điểm sơ qua về phần ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 264 này. Và câu thứ nhất là na mun đề na samano. Na nghĩa là không. Không ở đây là không của phủ định, quý vị, chứ không phải là không có. Không có nghĩa phủ định. Mundakena, mundakena có nghĩa là do cái đầu cạo trọc. Đây là cái nghĩa trong từ điển được chia theo sở dụng cách, cho nên mình dịch là do cái đầu cạo trọc. Samano là vị tu sĩ hay là vị sa môn. Và chúng ta đi vào câu thứ hai, đó là appato alikang panang. Appato alikang panang. Appato có nghĩa là kẻ không có sự hành trì. Kẻ không có sự hành trì. Alikan là láo khoét hay là nói láo đó. Alikan. Phanang là sự nói, đang nói. Và chúng ta vào câu thứ ba là Icha lo pa samapano. Đây là một từ ghép, quý vị. Đây là một từ ghép. Icha lo pa samapano ghép bởi ba từ, đó là Icha lo pa và samapana. Icha có nghĩa là ham muốn. Icha là ham muốn. Lo pa là tham lam. Samapanna là đã được sở hữu hay là đã có đó. Icha lobha samapanna. Và chúng ta đi vào câu cuối cùng, đó là Samano King Pawisati. Samano chúng ta học rồi là vị sa môn. King ở đây là một cái đại từ nghi vấn, dùng để hỏi tại sao hay là vì sao. Pawisati là động từ thì vị lai có nghĩa là trở thành.
trở thành, sẽ trở thành đó, sẽ là sẽ trở thành bhavisati. À, chúng ta học một cái ngữ pháp Pali về cái câu hỏi có đại từ nghi vấn kinh. Như vậy là chúng ta đã điểm sơ qua về ngữ pháp Pali của câu kệ ngôn pháp cú số 264. Một lần nữa, câu kệ ngôn số 624 có nội dung như sau. Na mun da ke na samano apato ali kang phanang ichalo pa samapanno samano king pavisati. Đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con đảnh lễ Thượng Tôn Hạnh. Phần kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 264 này. Dạ, thưa quý vị, thì câu kệ ngôn pháp cú số 264 mà chúng ta đang học ngày hôm nay sẽ có cùng duyên sự và tích truyện với câu kệ ngôn số 265. Hai câu kệ ngôn này nói về một cái vị tên là Hataka. Và Hataka trong câu chuyện này có một cái tính cách không có mấy là tốt đẹp, cho nên được gọi là, được đặt cho cái câu chuyện này là Hataka trớ trêu. Na mùn đắc kê na samano tí. Trong quyển trong cái bộ Pali Proper Name, thưa quý vị, thì có đề cập đến một cái vị tên là Hataka. Vị này là một vị tu sĩ. Tuy là trong quyển chú giải kinh pháp cú chúng ta không có thấy đề cập là vị Hataka này là một vị cư sĩ hay là vị tu sĩ, nhưng khi tìm hiểu qua bộ Pali Proper Name thì Hataka là một vị tu sĩ xuất thân từ dòng tộc Sắc Giá, và vị này thì rất là thích đi đàm luận hay là tranh luận, đặc biệt là với những cái vị ẩn sĩ hay là những vị ngoại đạo. Thì cái duyên sự này được đề cập đến khi Đức Phật đang ngự tại chùa Kỳ Viên Chetavana. Hầu hết các duyên sự Đức Phật ngày có mặt ở tại chùa Kỳ Viên, vì Đức Phật ngày nhập hạ ở đây cũng khá là nhiều lần đề cập đến Hataka. Ở đây quý vị nên nhớ Hataka là vị tu sĩ. Tương truyền rằng mỗi khi tranh luận với ngoại đạo đó, vị sư Hataka này có một cái tật, mà cái tật này thì cũng khó là sửa, tật lớn hơn cái tuổi. Khi mà tranh luận những người nào yếu cơ hơn mình đó, những người nào mà có cái sự hiểu biết ít hơn mình đó, hoặc là những cái người nào mà không có cái lợi khẩu hơn mình đó, thì vị Hataka này tỏ ra rất là sung mãn, rất là tự hào. Nhưng cũng có nhiều khi sư Hataka tranh luận không có lại, và trong cái cuộc tranh luận đó thì có những cái lập luận không có chặt chẽ và bị bắt bẻ. Khi bị bắt bẻ nhiều lần như vậy thì tỏ ra là không còn cách để mà chống trả, đối lý. Thì Hataka lại tung ra một cái chiêu trò để mà không cho người khác biết mình là người thua cuộc, hoặc là mình là người đang có cái sự đối lý ở trong cái việc tranh luận đó, bằng cách là Hataka hẹn với cái người đang tranh luận với mình á,
sẽ gặp lại ở một cái địa điểm khác để mà tiếp tục đưa ra những cái biện luận của mình. Thì nếu mà dừng lại tại đó thì không có gì để mà đáng nói. Tại vì một cái sự việc cần được tranh luận, biện luận cho đến nơi đến chốn á, thì thường ít nhất cũng phải mất vài ngày hoặc là nhiều khi mất nhiều thời gian hơn để mà đưa ra một cái soi sáng một vấn đề. Nhưng mà Hathaka lại dùng một cái chiêu trò, tức là hẹn cái người tranh luận cùng với mình đến một cái địa điểm khác. Nhưng mà khi gần đến cái ngày, gần đến cái lúc chuẩn bị cho cái cuộc tranh luận đó, thì Hathaka luôn luôn lúc nào cũng đến sớm hơn. Dạ, luôn luôn lúc nào cũng đến sớm hơn. Nhưng không phải vì đến sớm hơn vì trách nhiệm, nhưng mà Hathaka đến sớm hơn vì mục đích tuyên bố với những người khác là mình đến sớm và người kia không có dám đến. Dạ. Giống như là đến cái cuộc quyết đấu mà một người tới, một người không tới, thì cái cuộc quyết đấu cái đó sẽ thuộc về, chiến thắng sẽ thuộc cái người người đến sớm, và cái người không đến mặc nhiên được hiểu là cái người thua cuộc. Cho nên Hathaka đã nhiều lần dùng cái chiêu trò này để mà chiến thắng. Và cái chiêu trò này đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Một lần nọ thì cái chiêu trò này đến tai Đức Phật. Dạ, đến tai Đức Phật. Đức Phật ngày mới hỏi Hathaka. Thì nghe nói Hathaka có những cái chiêu trò như vậy có thật hay không? Hathaka mới thú thật với Đức Phật là bạch ngài, có thật như vậy. Thì Đức Phật ngày mới rầy. Thì mới rầy đại đức Hathaka, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi nói dối như thế, nếu đi đây đi đó với cái đầu trọc thì không xứng danh là bậc sa môn. Người nào làm yên lặng các ác pháp dầu nhỏ hoặc lớn, người ấy thực sự là một vị sa môn. Nói rồi thì Đức Phật ngài đã cảm thán lên hai cái câu kệ. Đó là câu kệ số 284 và câu kệ số 265. Và hôm nay chúng ta sẽ học về cái ý nghĩa kệ số 264. Và chúng ta sẽ được học luôn câu kệ số 265 vào cái dịp sau. Câu kệ số 264 ở đây có những cái từ ngữ cần phải được chú thích thêm. Cho nên ngài Pháp Minh, ngài Thiền sư Pháp Minh, ngài đã chú thích trong cái việc ý nghĩa của câu kệ số 264 mà cái người học Phật chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là cái từ Mundakkena. Mundakkena trong từ điển dịch là một cái đầu trọc, một cái đầu trọc, dịch sát nghĩa thưa quý vị. Một cái đầu trọc, ở đây trọc tức là được cạo, một cái đầu được cạo, được cắt, chứ không phải là cái đầu trọc mà do bẩm sinh hoặc là do bệnh tật hoặc là do bị hói, không có mọc tóc. Cái đầu trọc ở đây được ám chỉ cho là cái người xuất gia, một cái người đã từ bỏ cái cuộc sống theo cái hình thức bên ngoài là quần áo vân vân, theo cái cuộc sống cư sĩ bên ngoài, mà là một cái người đã xuất gia, đã cạo bỏ râu tóc, là một người trọc đầu. Cái từ thứ hai đó là appato. Appato, thật sự từ appato đây á, được kết hợp bởi một cái từ là ná cộng vata. Vata đó là sự hành trì hay là làm tròn bổn phận. Còn chữ ná cộng với pháp tá nó biến thành appato là thể phủ định, không có hành trì hay là không có làm tròn bổn phận. Thì ở đây trong cái chú giải được đề cập đó là cái sự hành trì về giới luật,
và bổn phận của một vị sa môn. Thứ hai đó là hành trì về thọ hạnh đầu đà. Thọ hạnh đầu đà, phép đầu đà là những cái pháp tu rất là đáng kính, đáng ngưỡng mộ, một cái pháp tu tri túc của một vị sa môn, pháp hạnh đầu đà. Cái từ thứ ba đó là Alikang Phanang. Alikang Phanang nói, chúng ta học là nói láo hay là nói Alikang Phanang, nói láo khoét đó, hay là việc dối trá đó, giống như là Đại Đức Hathaka dùng cái việc mà dối trá, nói là người kia không có đến điểm hẹn để mà tiếp tục tranh luận, và vì thế mình là người chiến thắng trong cái sự việc tranh luận đó, là cái sự dối trá. Và cái sự dối trá này nó xuất phát từ cái gọi là Icchalopha, từ cái tham lam và cái ham muốn, từ dục vọng. Ở đây Đại Đức Hát Tất Cá tham lam, ham muốn và cái dục, cái sự danh xưng về cái danh tiếng, và luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là mình là người chiến thắng, không có chấp nhận là mình sai, chấp nhận là mình là người thua cuộc, luôn luôn lúc nào cũng rất là tự cao tự đại. Và chính vì cái sự tự cao tự đại đó đã ảnh hưởng đến cái sự tu học và cái sự tiến bộ của Đại Đức Hát Thất Cá. Và trong bài, thuyết pháp với cái duyên sự của Đại Đức Hát Thất Cá Trái Triêu, thì nhiều vị đã ngộ ra cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về cái sự xuất gia của mình. Thứ hai là ngộ ra một vấn đề, đó là xuất gia không phải chỉ là hình thức mà là còn phải có cái sự tu tập. Và chính ra chính sự hiểu rõ cái lời dạy đó mà nhiều vị đã đạt được những cái lợi ích, đó là chứng đắc những cái quả vị như là tu đầu quần, quả vị rất là an lạc, là một cái vị sa môn được xem là sa môn bất động. Trong bốn hạng sa môn bất động tức là vị đã thấy được niết bàn thì chắc chắn sẽ đi đến con đường lên đến niết bàn, chứ không có sai biệt. Thưa quý vị, thì qua cái câu chuyện, cái duyên sự này, chúng ta cũng sẽ học ra được nhiều cái bài học cho riêng mình. Nhưng tình đạt ở to trong cái câu pháp cú này thì xin được trình bày với quý vị về cái vấn đề gọi là xuất gia hay là một vị sa môn. Thế thường thì một vị xuất gia, một vị sa môn sẽ phải làm theo những cái nghi thức, chúng ta gọi là thân xuất gia hay là hình dáng xuất gia. Nhìn nhiều người đi chùa, nhiều Phật tử đi chùa, hoặc là họ thấy hình bóng Chư Tăng xuất hiện ở những nơi nhà cư sĩ hoặc là ở ngoài đường đó, thì họ tỏ cái vẻ là một vị xuất gia rất là dễ. Và xin thưa quý vị, thì cũng có dễ đối với những vị đã có túc duyên quá khứ. Nhưng mà nếu chúng ta đã không có cái duyên lành với cái việc xuất gia, thì gia phải đó là một cái điều rất cần phải nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì khi duyên của chúng ta không đủ để mà sống khép mình trong cái đời sống phạm hạnh đó, thì chúng ta có mến mộ đạo nhiều chừng nào, chúng ta có học hiểu lời Phật dạy nhiều chừng nào, nhưng để mà chúng ta từ bỏ cái nếp sống cư sĩ
từ bỏ râu tóc, từ bỏ y áo, từ bỏ y phục đẹp, từ bỏ trang sức, từ bỏ cái sống tự do, thì thực sự quả là một cái điều khó khăn. Ở đây Tịnh Đạt xin trình bày một cái người xuất gia thì cần làm những cái việc gì. Thứ nhất thì đương nhiên là phải có cái tâm lý xuất gia đầu tiên, tức là muốn cái vị giới tử đó muốn sống trong cái đời sống một vị tu sĩ xuất gia, sống ở tu viện hay sống ở chùa, do học đạo hay là do thấy được cái hình ảnh chư tăng mến mộ xin xuất gia. Khi đã có cái tâm lý xuất gia rồi đó thì cái điều quan trọng kế tiếp đó là xin được xuất gia với vị thầy, tức là chúng ta phải có vị thầy để cho xuất gia. Ở đây đang nói đến cái vị xuất gia đầu tiên trong thấp nhất trong Phật giáo, đó là vị Sa Di. Thì cần phải có một vị thầy để cho xuất gia, tức là vị thầy đó sẽ làm những cái nghi thức xuống tóc, rồi truyền quy tam quy, truyền giới và cho cái vị giới tử đó một cái bộ y. Ở đây sẵn đây thì có một việc mà các vị chúng ta đi chùa mà cái lễ xuất gia chúng ta không có để ý. Khi cái vị giới tử xuất gia đó thì sẽ có một cái nghi thức mang cái bộ y của mình, do Phật tử hay là do ba mẹ cư sĩ cúng dường đó, y và bát. Bát thì không có quan trọng bằng cái y. Y á, mang cái y trong cái nghi thức xuất gia đó, mang cái y, cầm cái y lên gặp vị hòa thượng, vị thầy đó, đọc một cái bài kinh, một cái đoạn kinh, tức là con xin dâng cái y này đến thầy và cầu xin thầy xuất gia cho con. Và sau khi dâng cái bộ y đến cho vị thầy thì vị thầy sẽ giữ cái bộ y đó, và giới tử lại đọc thêm một cái câu, tức là vì lòng bi mẫn xin thầy hãy cho con bộ y này để cho con được xuất gia. Thì lúc đó vị thầy sẽ trao lại cho cái người giới tử đó và sẽ tiến hành cái nghi thức thay đổi y, thay đổi từ cái trang phục, cái y phục cư sĩ trở thành một cái vị xuất gia, một vị tu sĩ. Cái điều mấu chốt mà nằm chỗ này đó là một cái người xuất gia cần phải có một vị thầy cho xuất gia và cho cái y để mặc, chứ không phải là tự mình học cách mặc y ở trên mạng, ở trên diễn đàn hay là từ bạn bè tự mình đắp y, như vậy là xem là người xuất gia. Cho nên cái câu mà chúng ta học ở đây là đầu trọc không sa môn đó. Cái hình thức nó cũng rất là quan trọng, chứ không phải là hình thức chỉ là cái mà chúng ta nhìn thấy. Một người xuất gia mà chúng ta hay dùng là sư giả đó, thì toàn là những cái người không có vị thầy cho xuất gia, và cái nghi thức đó cho vị thầy cho bộ y để mà nó không có diễn ra, thì được gọi là một vị sư giả. Một vị sư có thầy tổ, có cái nghi thức hẳn hoi đó là theo luật của Phật giáo, thì đó là một vị xuất gia chân chánh. Ngoài ra thì có những cái thứ như là cần phải có cái lời chấp thuận của ba mẹ hay là bà con hay là cái người đại diện. Nếu là người chồng thì phải có cái lời chấp thuận của vợ con, rồi người vợ cũng vậy. Nói chung ngoài cái luật trong Phật giáo hay là cái nghi thức trong Phật giáo thì còn có những cái quy định theo cái địa phương, theo cái quốc gia sở tại. Mà đơn cử ở đây thì Tịnh Đạt xin trích dẫn một vài cái quy định. Thứ nhất là giống như là một cái công dân tốt. Những cái điều này thì trong Phật giáo cũng có, nhưng mà tùy theo cái địa phương
có mà phải rành rõ những cái việc này, nếu không thì sẽ trở ngại trong cái việc mà xuất gia cũng như ảnh hưởng đến chùa, là một cái công dân tốt không có mang trên mình những cái bản án hay là những cái hành vi vi phạm pháp luật. Xuất gia thì phải có cái tờ cam kết, có tờ cam kết, rồi phải có cái sự chấp thuận của gia đình, có sự chấp thuận của địa phương, chính quyền địa phương, rồi chấp thuận của cái vị trụ trì tại tự viện đó. Và phải thông qua thầy cả ban tôn giáo. Những cái việc xuất gia, hình thức xuất gia hay là cái hình tướng của một vị tu sĩ cần phải làm, như Tịnh Đạt mới trình bày thông sơ qua cho quý vị được biết. Và cái thứ hai đó là cái tâm lý xuất gia. Đối một vị tu sĩ đó thì ngoài cái hình tướng cần có cái tâm lý. Nếu không có cái tâm lý xuất gia thì chúng ta sẽ trở thành một cái vị giống như là một vị đại đức Hát Thất Cá. Bởi vì đại đức Hát Thất Cá này có cái hình tướng nhưng mà không có cái tâm lý xuất gia. Tâm lý xuất gia ở đây có nghĩa là sau khi xuất gia cần phải chuyên tâm học kinh kệ, trau dồi thân khẩu ý cho được trong sạch trọn lành, rồi có một cái nếp sống khép mình vào thiền môn, viễn ly với thế gian, không có đua đòi hay là ham danh lợi. Đó là cái tâm lý cái người xuất gia cần phải có. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị mắc vào những cái ham thích theo cái cuộc sống người thế tục, thì lúc đó chúng ta chỉ mang một cái hình tướng xuất gia nhưng mà tâm lý của chúng ta thì chưa có phải là một người xuất gia hoàn chỉnh. Theo kinh nghiệm của Tịnh Đạt, có một lần chứng kiến cũng như là hướng dẫn giúp đỡ cho một vị cư sĩ xuất gia theo truyền thống Miến Điện, thì Tịnh Đạt làm thông dịch cho cái vị cư sĩ đó đến xuất gia với ngài Sitaku, ngài trưởng lão ở trên phía bắc, ở trên miếng đất thành phố Sky của Miến Điện đó. Thì sau khi những cái nghi thức diễn ra thì ngài hòa thượng ngài mới chốt lại mỗi câu mà Tịnh Đạt mới lần đầu tiên có kinh nghiệm, tức là ngài hỏi Tịnh Đạt là ông có tin rằng, ông có chắc chắn rằng là cái người cư sĩ này đã xuất gia trở thành một vị sa di chưa? Thì lúc đó Tịnh Đạt nói dạ con có. Rồi ngài mới quay qua cái người thiện nam đó, cái người mới xuất gia xong đó. Đấy, ông có tin chắc rằng ông là trở thành một vị xuất gia chưa? Đấy, dạ con có. Rồi ngài mới quay lại bản thân ngài, ngài nói chính tôi cũng xác nhận và tin rằng cái người này đã xuất gia trở thành một vị sa di. Dạ. Thì cái hình thức này rất là ít gặp ở trong tại Việt Nam, tại vì chúng ta chỉ làm theo nghi thức. Nhưng ngài nhấn mạnh thì một điểm đó là cái niềm tin. Bởi vì cái người xuất gia phải có niềm tin mình là người tu sĩ, và từ cái niềm tin đó mới bắt đầu mình thay đổi cái gì thưa quý vị? Thay đổi cái cách ăn nói, thay đổi cái cách đi, cách đứng, cách nhìn, thay đổi trong cái việc sinh hoạt, thay đổi trong cái việc suy nghĩ, bởi vì mình là người tu sĩ. Còn nếu bản thân mình không tin là mình là người tu sĩ thì sẽ dẫn đến những cái hệ lụy, tức là làm theo cái tư tưởng, làm theo cái cách của người cư sĩ, suy nghĩ theo cái cách người cư sĩ, hành động theo cách người cư sĩ. Cho nên một cái vấn đề
tịnh đàn cũng rất là em nhớ em cái vị ngài hòa thượng ở Miến Điền, ngài có cái cách cho tu rất là hay. Và ở trong quyển Mi Tiên Vấn Đáp đó, cũng có một cái giai thoại, cái đoạn chuyện trao đổi ngắn giữa ngài Na Tiên và Đức Vua Milinda. Ngài Đức Vua hỏi ngài Na Tiên một cái câu, tức là ngài xuất gia như vậy đó thì xuất gia nó có lợi ích gì? Mà cái câu này chắc quý vị cũng có thể là quý vị cũng đã từng hỏi và từng thắc mắc, xuất gia có lợi ích gì trong khi cái cuộc sống gia đình, cái cuộc sống xã hội nó đầy những cái thú vui, đầy những cái cám dỗ, đầy những cái lợi lạc, thì xuất gia như vậy có lợi ích gì? Nhất là những cái vị mà lớn tuổi đó, những cái vị nói tu nhỏ tu làm chi, lớn tuổi hay tu, xuất gia nhỏ có lợi ích gì? Thì những cái lợi ích của ngài Na Tiên, ngài liệt kê cho Đức Vua nghe. Thứ nhất đó là xuất gia đó sẽ hiểu được cái sự thật cuộc đời. Khi mà thấy cái cảnh sanh đó, cái cảnh mà một ngũ uẩn hay là một chúng sanh chào đời đó, hay là đó được cho là cái khổ, và khi mà nhìn thấy cái khổ của cái việc sanh đó, thì cái người xuất gia không bị rung động, không có bị hoảng hốt sợ hãi, không có bị khổ, sầu khổ. Và khi thấy được cái sự thật cuộc đời về cái tuổi già, thì cái người xuất gia không có bị hoảng hốt, không có bị sầu khổ. Và khi thấy được cái sự sự thật về cái bệnh tật, thì cái người xuất gia không có hoảng hốt, sầu khổ. Và khi mà thấy cái sự mà chết chóc, đau thương, thì người xuất gia cũng không có vì đó mà sầu khổ, hoảng sợ. Bởi vì cái người xuất gia là cái người luôn luôn lúc nào cũng suy niệm và quán tưởng về cái việc sầu bi khổ u não, về cái sự thật cuộc đời. Và cái đó thì ngài Đức Vua ngài mới hỏi là thế cái việc xuất gia luôn luôn lúc nào cũng trong sạch và chín chắn, cái nguyện vọng cao thượng như vậy hết chăng? Thì ngài Na Tiên nói Tâu Đại Vương, cứu cánh sa môn hạnh thì như thế, nhưng trong hàng tăng lữ đó hiện có 7 hạng người xuất gia vì các lý do khác nhau. Đây là trích dẫn của ngài Na Tiên. Người xuất gia thứ nhất có nguyện vọng là muốn trốn luật vua hay phép nước. Hay hiện tại chúng ta có cái việc giống như là xuất gia được tránh, được miễn nghĩa vụ quân sự. Không phải miễn mà có thể là địa phương họ sẽ du di hơn. Thì cái đó không phải là trốn luật vua phép nước để mà xuất gia. Nhưng mà ở đây cũng ám chỉ cho một việc là xuất gia với cái mong muốn không phải là mong muốn cao thượng cho một cái đời sống xuất gia. Thứ hai là người xuất gia muốn được thân cận với cái giới quyền quý cao sang. Thì thưa quý vị, thì cái thời xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đó, cái người bần cùng á không có được tiếp xúc với cái hạng quyền quý cao sang đối với cái giới quý tộc. Nhưng Phật giáo đã mở rộng cánh cửa, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt thấp hèn, không phân biệt sang phú quý, mà ai có duyên, ai có chí nguyện xuất gia đều được xuất gia. Và người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng được sự hộ trì ủng hộ của những cái người Phật tử thành tâm, trong đó có vua chúa, có quan quân, có những cái vị trưởng giàu sang. Thì có những người thấy như vậy muốn được xuất gia để mà tiếp cận những cái người giàu sang đó với một cái mưu lợi riêng. Và người thứ ba là người xuất gia
mong được quyền hành trong một cuộc hay là lãnh đạo, lãnh đạo. Và người thứ tư là người xuất gia vì việc làm, muốn có cái bữa cơm qua ngày. Bởi vì khi mang y, mang bát đi khất thực thì không ít cũng nhiều cũng có đủ bữa cơm để qua ngày. Bởi vì cái lòng thương xót, cái lòng tính tâm đối với cái bậc xuất gia luôn luôn lúc nào cũng có cái sự giúp đỡ. Cho nên cái người này vì không có tìm được cái kế sinh nhai ở bên ngoài, hoặc là vì lười biếng, không có chuyện đi làm, cho nên chọn cái đời sống xuất gia. Và chắc chắn những cái hạng người này thì có hình tướng xuất gia nhưng mà tâm lý xuất gia thì không có được nhiều, hoặc là hoàn toàn là không có. Bởi vì với cái một cái nguyện vọng, với cái mục đích lợi dụng Phật pháp để mà mưu cầu danh lợi. Cái người thứ thứ năm đó là vì cô thế trốn kẻ thù địch. Dạ, vì cô thế trốn kẻ thù địch. Cái trường hợp của ngài Angulimala là cái người kẻ cướp sát nhân xuất gia bằng giáo pháp. Có thể chúng ta nhìn với cặp mắt là Angulimala xuất gia là để trốn cái việc trả thù của quan quân hay là của đất nước hay của dân chúng. Nhưng thưa quý vị, thứ nhất, ngài Angulimala đang trong cái thời tuổi trẻ, sức mạnh thì không thể nào mà một ai có thể làm ảnh hưởng hay là làm tổn thương đến được. Một, bởi vì một cái người có cái khả năng sức mạnh phi thường. Và cái vấn đề nữa đó là vì cái sự ngộ đạo, vì cái sự hiểu Phật pháp, vì cái sự sợ hãi trong cái việc làm ác, và khi được Đức Phật tế độ thì đã hiểu được giáo pháp và sinh xuất gia, chứ không phải là vì trốn kẻ thù nghịch mà xuất gia. Thứ sáu đó là người xuất gia vì mang công mắc nợ, và bởi trốn nợ đi, chúng ta nói là người xuất gia bởi vì muốn trốn nợ. Thứ bảy đó là người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau phiền não. Đây là hạng người xuất gia cuối cùng, là hạng người xuất gia cao thượng ở trong Phật giáo, cũng như là hạng người xuất gia bởi vì cái mục đích là cầu con đường giải thoát hay là thoát khổ. Thì chúng ta cũng có thể chưa có cái tâm lý này, hoặc là thật sự chúng ta cũng phải là thừa nhận xuất gia đối với cái việc mà thoát khổ đối với chúng ta nó có, nhưng mà nó không phải là một cái quyết tâm tuyệt đối xả thân để mà thực hành cái con đường thoát khổ. Nhưng mà nhất là những cái vị tuổi trẻ đó, thì tuổi trẻ thì làm sao mà biết khổ, biết cái đau thương, biết cái mùi đời, hay là biết cái xã hội này nó rối rắm mà bỏ đi tu. Bởi vì cái túc duyên quá khứ thôi. Nhưng mà sau khi xuất gia vào chùa, được học đạo, được thầy dạy bảo, thì bắt đầu mới có những cái suy nghĩ, những cái nhìn về cái cuộc đời xuất gia. Và từ từ hình thành lên một cái tư tưởng đó là xuất gia thoát khổ. Và đó là cũng là cái câu hỏi mà đại đức mà đức vua Milinda đã hỏi đại đức Na Tiên, đó là vậy đại đức có mục đích cao thượng của hạng người thứ bảy mà cha sa môn chăng? Đại đức Na Tiên mới gật đầu, thưa không phải thế, bằng tăng rời khỏi gia đình lúc 7 tuổi còn rất là nhỏ thì biết gì, sao dần lớn lên nhờ thầy tổ, nhờ các vị trưởng lão dạy công giáo hóa, trí óc mới được khơi mở được chút ít. Hiện giờ thì có thể nói rằng bần tăng tu là cốt để diệt khổ, đấy không còn là lời dối nữa. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy được cái đời sống của một cái vị xuất gia đó là cũng có nhiều cái gian truân.
nhiều với dân chung, và không phải người xuất gia nào cũng là người, cũng như người xuất gia nào. Và đối với cái người Phật tử hộ độ đó, chúng ta cũng có phải có một cái sự tỉnh táo đối với những cái bậc xuất gia, bởi vì có những cái sự kiện đã xảy ra, đã từng xảy ra đối với những cái bậc xuất gia có cái hình tướng bên ngoài, vì cái mục đích không phải là mục đích thứ bảy, cái mục đích tối thượng, mà vì những cái mục đích khác, cho nên có những cái sự kiện đã không có được như ý muốn xảy ra, thì lúc đó cái người Phật tử, cái người hộ trì, hộ độ chư tăng, cái người xuất gia đó thì cần phải có cái sự học hỏi, hiểu biết và có cái sự tỉnh táo trong cái việc phân biệt, để chúng ta hết tâm, hết lòng thành kính và hộ trì, để cho cái tính tâm của mình không bị mai một đối với những cái vật mà chúng ta đặt cái niềm tin. Và để khắc phục cái điều đó thì chúng ta nên nương tựa cũng như là chúng ta quy y về Tam Bảo, chứ đừng có nên nghĩ rằng cái người sư phụ của mình là Tam Bảo, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ bị có cơ hội, cái phần trăm mà bị mất niềm tin nó rất là cao, bởi vì sư phụ của mình nói trắng ra thì cũng là một vị phàm phu với một cái hình tướng xuất gia và với cái tâm lý xuất gia cũng chừng mực của một vị phàm phu mà thôi. Cho nên quý vị nên có cái sự tỉnh táo trong cái việc mà chúng ta quy y và chúng ta nhận biết, để chúng ta bảo hộ cho cái việc thành tâm tính tâm của mình đối với Phật pháp. Và nếu mà chúng ta lỡ mà rơi vào cái trường hợp không được ý muốn đó, thì chúng ta nên quay về với Tam Bảo và giữ cái hạt giống Bồ đề trong tâm, đừng có bị úng thúi mà mất đi cái cơ hội gặp Phật pháp ở trong những cái đời sống trong tương lai. Và trong qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 264 này, Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ với quý vị về cái đề tài một vị tu sĩ có cái hình thức xuất gia và tâm lý xuất gia. Và mong cái qua cái lời chia sẻ này thì quý vị sẽ có được những cái lợi ích, những cái an lạc ở trong cái đời sống của mình. Và xin kính chúc chư tăng và quý vị có được cái sự thân tâm được an lạc và luôn luôn lúc nào cũng có cái sự quan hỷ trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính mời cô Cẩm Vân quay lại với diễn đàn. Dạ sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt giảng bài học pháp cú số 264 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành thấy được sự lợi ích. Dạ chúng con kính tri ân đại đức. Dạ con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính dâng bích đến sư. Ngọc tổ sắp mang lang ra khăn tổ sắp về đây con ta sắp ở Buddha nữ phá về na sa ra sở thị phong văn tu tế ngọc tổ sắp mang lang ra khăn tổ sắp về đây con ta sắp na ham ma nữ phá về na sa ra sở thị phong văn tu tế ngọc tổ sắp mang lang ra khăn tổ sắp về đây con ta sắp an sang kha nữ phá về na ra sở thị phong văn tu tế ao hàng con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường niệm đến người cầu xin cho quá có tâm tinh thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú hành thai con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức pháp tính đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được họ trì quy giới ôn bài và học pháp. Dạ chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng.
Ya de wa pa santi vihara wa si ni khu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thin ka ron te tha vihara mang da le thê ra cha map cha na wa ka cha bit kha vô sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha na mu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng thầm ma qua rằng pa tiếp cha tề sập đề bi đục kha sa kha ron tu sang kha yang sa tu ki chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ca la sang khô tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khăn tu sắc thầm mô sắp đề bi thầm ma cha ri nô vút thêm sắm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya pa huê di tê. Dạ chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống nít.